người chẳng thương ai ngoài anh. Thương anh muốn được làm người tình cho em hết hoàng buồn một mình như lần em đợi người. Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay thì chúng em tiếp tục lên sóng giới thiệu cho anh em một cái mẫu vang rất là mới đến từ thương hiệu NA, có mã là V2 cộng anh em nhé. Đấy, với cái mã NA V2 thì trước đây em cũng đã giới thiệu với anh em rồi, nhưng đó là phiên bản của năm 2023. Tuy nhiên là năm 2024 thì chúng ta sẽ có một cái giao diện hoàn toàn mới cũng như là cái chất âm hoàn toàn mới anh em nhé. Đó, và bây giờ thì em xin phép review chi tiết cho anh em để anh em có thể là tham khảo qua cái mẫu vang này. Đấy, đầu tiên thì nói về cái thiết kế trước nhé, sau đó thì nói về tính năng sau. Nói về thiết kế thì các bác anh em ở đây này thấy rằng là cái dòng này nó là cái thiết kế theo cái xu hướng mới nhất hiện nay. Đấy, và chỉ một thời gian sau thôi anh em sẽ thấy rất nhiều thương hiệu cũng sẽ thiết kế theo kiểu dạng như thế này. Đấy, bởi vì là vang thì họ thường là thiết kế là giống nhau. Đấy, sẽ có một cái sản phẩm đi đầu và sau đó thì những cái thương hiệu khác họ cũng sẽ làm thiết kế theo như vậy. Đó, anh em cứ để ý xem là rất là nhiều các dòng vang trên thị trường hiện nay nó nhìn nó rất là giống nhau đúng không ạ? Rồi tiếp theo ở bên phải này chúng ta sẽ có được thiết kế là bốn cái volume này. Đó, à, bốn cái mũ volume đây là chúng ta sẽ có volume mic này, nhạc này, reverb và echo. Rất là hay ở cái này này anh em này. À, chúng ta có thể là vặn echo riêng và vặn reverb riêng, hoặc anh em cùng chơi cả echo lẫn reverb đều được hết nhá. Đó, thì ở đây nếu như anh em thích hát echo reverb chúng ta có thể vặn lên, thích hát echo không chúng ta có thể giảm cái reverb về, hoặc ngược lại anh em thích hát reverb giảm echo về để chúng ta tăng reverb lên. Đó, rất là hay đúng không? Thì chúng ta sẽ được điều chỉnh reverb riêng và echo riêng. Đó, một thiết kế và rất là dễ dùng cho anh em nhá. Rồi tiếp theo, à, bên cạnh thì chúng ta sẽ có một cái màn hình rất là dài chạy tới đây này anh em này. Đấy, và con này thì nó có đầy đủ ví dụ như là tính năng chống hú nhá. Chống hú thì chúng ta sẽ bấm FBX bên này này. Đó, anh em nhìn này. Đó, tắt và bật lên này. Đó, khi mà chúng ta bật lên thì cái hiện cái FBX này tức là feedback nó sẽ hiện lên, còn tắt đi thì nó sẽ mất đi anh em nhá. Rồi đây nó cũng thể hiện luôn cho anh em bốn cái dòng volume, một là volume của mic này, của nhạc này, effect. Đó, effect thì sẽ bao gồm là echo và reverb anh em nhé. Đó, echo và reverb. Thấy không ạ? Effect bây giờ đang để là 58. Đấy, 58 thì ở đây thì nó sẽ có nút chỉnh effect ở đây này. Đấy, em thích để effect bao nhiêu thì chúng ta có thể để riêng gần đó. Đó, còn echo reverb chúng ta sẽ vặn riêng. Ok không ạ? Đó, rất là hay đúng không? Và bên dưới này thì chúng ta sẽ có effect chỉnh nhé. Bass trung treble của effect này. Effect nó liên quan đến echo reverb anh em nhé. Đó, chúng ta sẽ chỉnh được effect này, chỉnh delay repeat riêng của echo này. Đấy, chỉnh reverb riêng này. Đó, đây là chỉnh nâng tiếng này, extender này. Một con vang nó có cực kỳ là nhiều công năng. Rồi chúng ta có chỉnh được gain mic 1 và mic 2, 3. Mic ở đằng sau nó, ở đằng trước này chúng ta có 2 mic, và đằng sau nó sẽ có một mic 3 nữa. Anh em có thể kết nối mic không dây thì chúng ta kết nối đằng sau, mic dây chúng ta kết nối đằng trước nhá. Đấy, thì ở đây là chúng ta có gain mic luôn này. Đấy, rồi chỉnh mic, bass trung treble của mic này, bass trung treble của nhạc ở đây này. Đấy, đầy đủ tính năng, cổng quang, Bluetooth, USB đầy đủ hết cho anh em nhé. Đấy, em sẽ đầu tiên là Bluetooth này. Đấy, em chuyển này, USB này, cổng quang này, hoa sen 1 và hoa sen 2. Đó, ok không ạ? Một con vang là nghe nhạc như lúc đầu em test nhạc cho anh em nghe ấy, nó cực kỳ là hay. Và một cái điều nữa là con này nó sẽ được thiết kế là một công tắc tắt bật nó sẽ ở mặt trước luôn. Đó, tắt mở nó mặt trước luôn anh em ạ. Đó, thiết kế cực kỳ hiện đại nhá, rất hiện đại luôn. Và cái màn hình này nó còn hiển thị cho chúng ta cả delay, repeat. Đó, nó hiển thị luôn cho chúng ta. Đó, một cái dòng vang mà phải nói là rất là hiện đại đúng không? Và bây giờ nhé, em sẽ quay mặt sau ra để hướng dẫn anh em kết nối nó làm sao cho nó dễ và nhanh nhất nhá. Con này kết nối rất là dễ, ai cũng có thể lắp được, ai cũng có thể tự lắp được nhá. Và mặt sau nó đây này, chúng ta sẽ nhìn từ bên phải trước nhá. Đó, bên phải đây là chúng ta chạy nguồn điện và họ ghi rất là rõ này, từ 200 cho đến 240V.
Ok, chúng ta sẽ dùng điện điện lưới anh em nhé. Đấy, đây chúng ta sẽ có đường ra sắp bằng canông này. Đây đường ra loa NR trái phải nhé. Đó, bên này chúng ta có thể đánh sắp bằng hoa sen được này. Đó, rồi đây nó có đường surround ra loa hay loa phía sau được luôn, hoặc là RN hoa sen, tức là hai kênh này chúng ta có thể cắm được hoa sen nhé. Ví dụ anh em dùng âm ni, anh em có dây hoa sen anh em có thể kết nối hoa sen. Đó, rất là dễ đúng không? Đó, còn bên này thì chúng ta sẽ có cắt tần số thấp của súp và volume của súp này. Đấy, ở đây chúng ta có thể điều chỉnh được nhạc của cái kênh surround và tiếng mic của kênh surround. Ok chưa? Và như em nói thì đằng sau này sẽ có một cái đường đường hồng jack 6 ly để em có thể kết nối nhé, cuối nối mic không dây này. Đấy, rồi đường cổng quang này, bluetooth này. Đó, bên này chúng ta sẽ có gain của cái của nhạc nhé. Đấy, và đường hoa sen nữa. Và cái dòng vang này thiết kế designer của USA nhé, của Mỹ anh em ạ, hàng chính hãng, tất cả mã QR này đầy đủ luôn nha anh em. Đấy, hàng chính hãng cho nên là lúc nào cũng có rõ ràng nguồn gốc xuất xứ. Anh em có thể cào cái mã QR này ra hoặc là cào cái mã bên trong này ra để anh em nhắn tin để xác thực sản phẩm, nguồn gốc của sản phẩm nhé. Đó, một con vang phải nói rất đẹp. Đó, anh em thấy thiết kế nó thế nào ạ? Đó, rất đẹp đúng không? Và một cái điều đặc biệt nữa là khi mà anh em mua cái dòng vang này thì sẽ có kèm theo một cái điều khiển nhé, từ xa để em có thể là chỉnh tín hiệu đồ vào này. Đấy, chỉnh tông này, rồi tăng giảm âm thanh này. Đó, rất rất hợp lý, rất phù hợp và rất là tiện cho anh em sử dụng với cái dòng vang NAV2+ này. Đấy, cho nên anh em có nhu cầu mua sắm những cái dòng vang đời mới, chất lượng hay thì có thể liên hệ với Tuyên Vũ để được tư vấn hỗ trợ nhé. Và xin chào anh em.